Xin chào các bạn, hôm bữa thì chúng ta đã đi tới câu 22 rồi. Này chúng ta tiếp tục tới câu 23 nha. Giờ chúng ta bắt đầu ha. Cái cảnh này là trước khi bắt đầu thì mình muốn giới thiệu các bạn sơ sơ qua. Cảnh này là đi đường tới nhà chị họ ở Shrewsbury. Mấy hôm trước ngày cưới của tụi mình á, của mình với anh Ramon á, là trời mưa rất là to luôn. Nhưng mà ngày cưới thì không có mưa. Thì mừng ơi là mừng luôn. Thanks be to God. Rồi bây giờ mình sẽ sẵn sàng vô câu 23 nha. Câu hỏi: chất chính trong bia rượu whisky là gì? Trả lời: Chất chính trong bia rượu whisky là ethyl alcohol, gây ra sự suy yếu hay còn gọi là trì trệ. Câu 24: câu 24 thế nào? Sự trì trệ là khi mà người ta ở đây á, khi mà uống rượu bia này kia là không nên lái xe nha mọi người. Nếu mà cảnh sát mà bắt lại được, mà đây cảnh sát mà yêu cầu mình stop hoặc là sẽ yêu cầu hóa học hít thở nồng độ cồn, mà mình có mùi bia rượu trong người á, là cái đó là một cái tội rất là lớn nha mọi người. Bây giờ mình qua câu số 24. Có bao nhiêu chất rượu trong 1 ounce whisky, 12 ounce bia hoặc là 3-5 ounce rượu? Trả lời: có khoảng 1/2 ounce chất rượu trong mỗi loại. Câu 25: dung lượng chất rượu trong bia, rượu hoặc whisky có làm ảnh hưởng đến sự lái xe an toàn không? Trả lời là có, làm phản ứng chậm lại, khả năng phán xét và tổng hợp sẽ bị ảnh hưởng do rượu, dù chỉ là một số lượng rất ít. Câu 26: có cách nào để làm bạn tỉnh rượu nhanh chóng không? Trả lời: không có cách nào để tỉnh rượu nhanh chóng. Phải mất 1 tiếng 15 phút để giải hết chất rượu của một chai bia. Câu 27: rượu vào hệ thống huyết mạch như thế nào? Trả lời: rượu không tiêu hóa được mà thẩm thấu qua màng ruột vào máu. Gan sẽ lọc máu. Đó là lý do tại sao người ta phải chờ một thời gian để tỉnh rượu. Nếu như mình dùng cà phê hay là tắm nước lạnh, tập thể dục đều vô ích nha các bạn ơi. Phải chờ một thời gian để tỉnh rượu. Câu 28: nồng độ rượu trong máu gọi là BAC, Blood Alcohol Content, là gì? Trả lời: BAC, Blood Alcohol Content, là nồng độ rượu trong máu của bạn và liên quan trực tiếp với trọng lượng, thức ăn trong bao tử, thể trạng và số lượng rượu mà bạn đã uống. Nồng độ rượu trong máu càng cao thì sự suy yếu càng trầm trọng và khả năng gây tai nạn càng cao. We didn't live on Main Street. Câu 29: theo luật ở tiểu bang Massachusetts, hình phạt nào dành cho người uống rượu khi lái xe vi phạm lần đầu? Câu này quan trọng lắm nha bạn. Trả lời: người uống rượu lái xe vi phạm lần đầu có thể bị bỏ tù 2 năm rưỡi hoặc phạt tiền 5.000 đô và tịch thu bằng lái trong vòng 1 năm. Các bạn thấy không? Người ta rất là quan trọng cái việc mà không được phép sử dụng rượu bia khi lái xe luôn á bạn. Câu 30: theo luật ở Massachusetts, hình phạt nào dành cho người lái xe mà cầm một lon bia đã mở nắp? Cầm lon bia đã mở nắp thôi là cũng bị phạt rồi nha mọi người.
Trả lời, nếu bị bắt, bạn có thể bị phạt 100 đến 500 đô và có thể bị treo bằng lái. À, cái này là mới có mở nắp thôi á, uống hay không thì còn chưa biết, nhưng mà mở nắp thôi là đã bị phạt đến số tiền như vậy rồi nha mọi người. Câu 31, cần sa gây ảnh hưởng như thế nào cho người lái xe? Cần sa người tiếng Anh người ta gọi là marijuana. Trả lời, cần sa làm ảnh hưởng khả năng nhìn vào ban đêm và làm cho phản ứng phán đoán chậm lại, gây nguy hiểm khi lái xe. Câu 32, hút cần sa mà lái xe thì có phạm luật không? Trả lời, có, tội nặng thì tù 2 năm rưỡi, phạt tiền 5.000 đô và bị thu bằng lái 1 năm. Tội nhẹ thì phạt 100 đến 500 đô và có thể bị treo bằng lái. Câu 33, luật căn bản tốc độ là gì? Trả lời, tốc độ xe phải an toàn cho người đi bộ, an toàn cho điều kiện của con đường. Mình đọc lại chỗ này ha. An toàn cho điều kiện của con đường và các xe cổ khác. Câu 34, khi nào bạn phải lái xe chậm hơn bản tốc độ giới hạn ở trên đường? Trả lời, bạn phải lái chậm hơn tốc độ giới hạn khi có tình trạng nguy hiểm. Câu 35, khu vực đông dân cư là gì? Trả lời, khu vực đông dân cư là nơi mà mỗi nhà cách nhau dưới 200 feet, gọi là 60 mét ở Việt Nam nha mọi người, hay 1/2 mile, 1/2 dặm, hoặc là nơi có nhiều cơ sở thương mại, người ta gọi là khu vực đông dân cư. Câu 36, tốc độ bất hợp lý trong khu vực đông dân cư là gì? Trả lời, ngoại trừ các bản chỉ dẫn khác, tốc độ trên 30 miles có thể xem là bất hợp lý trong khu đông dân cư. Câu 37, tốc độ bất hợp lý, tốc độ bất hợp lý ngoài khu vực đông dân cư là gì? Trả lời, tốc độ trên 50 miles ở xa lộ với nhiều làn xe và tốc độ trên 40 miles ở những đường khác có thể xem là bất hợp lý. Tốc độ bất hợp lý ở khu vực trường học là gì? Trả lời, tốc độ trên 20 miles có thể được xem là bất hợp lý trong khu vực trường học. Mình chỉ được chạy 20 miles cho xuống thôi nha. Câu 39, luật quy định gì về thắng xe? Trả lời, xe phải có hai hệ thống thắng hoạt động tốt, thắng chân hay còn gọi là foot brake và thắng đầu xe, parking brake, để giữ chiếc xe khi đậu. Câu 40, bạn có nên dùng thắng khi lái xe xuống dốc không? Trả lời, chỉ dùng thắng để kiểm soát chiếc xe và giữ chiếc xe ở tốc độ an toàn. Tốt hơn hết là bạn nên chạy số thấp, vì khi xe hoạt động ở số thấp thì như có thắng. Nếu xe số tay thì chạy ở số 1 hoặc 2, xe số tự động thì chạy ở số 1. Câu 41, bạn sẽ làm gì khi thắng của xe bạn không hoạt động vì bị ướt nước? Trả lời, bạn phải lái chậm, đạp bàn thắng xuống. Nó sẽ làm cho thắng nóng lên và sức nóng sẽ làm khô thắng xe. Câu 42, bạn phải làm gì khi xe bị trơn trượt? Trả lời, lái xe theo hướng bị trượt. Nếu đuôi xe trượt về bên phải thì lái theo bên phải. Nếu đuôi xe bị trượt về bên trái thì lái theo bên trái.
Khi bạn đã điều chỉnh được chiếc xe thì đạp nhẹ thắng xe. Câu 43. Điều gì sẽ xảy ra nếu xe bạn bị trượt nước? Trả lời: xe sẽ bị trơn và trượt khi bánh xe chạy vào vùng nước trên đường. Vỏ xe mới sẽ làm giảm sự trơn trượt này. Để tránh bị trơn trượt nên chạy chậm lại. Đẹp quá. Câu 44. Xe bạn cần phải có đèn gì khi bạn lái xe vào buổi tối? Trả lời: xe bạn phải có hai đèn trắng trước và hai đèn đỏ ở đằng sau để cho người ta thấy cỡ xe bao lớn. Hai đèn đỏ stop. Phải có một đèn trắng nhìn thấy bảng số. Câu 45. Khi nào bạn lái xe phải bật đèn lên? Trả lời: bạn lái xe phải mở đèn trước nửa tiếng khi mặt trời lặn. Lúc trời tối quá, lái xe không có đèn rất nguy hiểm. Tại vì ở tiểu bang này á, thì mỗi mùa, mỗi thời điểm sẽ mặt trời nó sẽ lặn khác nhau. Ví dụ mùa hè thì 8 giờ là mặt trời cũng chưa lặn luôn. Với đến tầm 8 rưỡi hoặc 9 giờ gì đó mặt trời mới lặn. Còn mùa đông á, thì 3 giờ hoặc là 4 giờ mặt trời đã lặn rồi. Cho nên là người ta mới quy định là người ta sẽ không có quy định giờ cụ thể, mà người ta quy định theo cái mặt trời lặn. Nên mình phải lưu ý khi mà lái xe ở bang Massachusetts. Mình qua tiếp câu 46 nha các bạn. Câu 46. Khi nào bạn phải để đầu đèn pha chiếu xuống thấp? Trả lời: khi có xe ở hướng ngược lại chạy tới trong vòng 500 feet, hoặc khi lái xe trên đường có đầy đủ ánh sáng. Câu 47. Khi nào bạn sử dụng đèn nổi, spotlight? Trả lời: bạn chỉ sử dụng đèn nổi để đọc tấm bảng lúc khẩn cấp. Nếu đèn đằng trước bị hư, đèn spotlight cũng có thể chiếu cao 2 feet, chiếu cách xa xe bạn 300 feet, chiếu cách xa xe bạn 30 feet, 30 thôi nha. Bring the dead face, madame. Câu 48. Xe bạn cần phải có những dụng cụ gì khác ngoài thắng xe và đèn xe? Trả lời: xe bạn cần phải có kèn, vỏ xe dự phòng, chìa khóa đề xe, quạt nước và đèn xi nhan, người ta gọi là signal light. Câu 49. Sở đăng bộ sẽ quyết định thế nào nếu thấy một chiếc xe lái xe không an toàn, không đầy đủ dụng cụ, hoặc không để thể đăng ký bản số? Trả lời: sở đăng bộ sẽ từ chối cho xe đăng ký lưu hành nếu người chủ đã có bản số, chỗ đăng ký sẽ lấy lại nó. Rất là kỹ lưỡng nha các bạn. Câu 50. Nhãn kiểm tra xe cộ, vehicle inspection sticker, có hiệu lực trong bao lâu? Trả lời: có hiệu lực trong 1 năm. Khi bán xe hay cho xe người khác, nhãn đó phải được bỏ đi. Nếu nhãn được mua vào đầu tháng 7 thì phải đổi vào tháng 7 năm sau. Cảm ơn các bạn đã cùng mình học tới đây ha. Cái câu 50, lần sau mình sẽ vào phần 3, vào câu 51 trở đi ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và sẽ lái xe an toàn nha.